Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với lịch thi đấu gần nhất của câu lạc bộ Lành FC Quỷ Nhừ và Pau FC của Quang Hải. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Tại vòng đấu thứ 11 của câu lạc bộ Pau FC tại Lịch Đờ, Quang Hải và các đồng đội sẽ có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Rose AF trên sân nhà vào lúc 0 giờ ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Câu lạc bộ này hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng của Lịch Đờ và có được 10 điểm sau 10 vòng đấu. Trong khi đó thì Pau FC của Quang Hải sau 10 vòng đấu cũng có được 10 điểm, tuy nhiên thì họ vẫn xếp ở vị trí thứ 16 Lịch Đờ do thua về hệ số bàn thắng bại. Trong 5 trận đấu gần đây nhất với mọi đối thủ, Rose AF hòa 2, thua 2 và thắng 1. Trong khi đó thì Daniel Tholot và các học trò hòa 2, thắng 2 và thua 1. Xét về phong độ thì Quang Hải và các đồng đội đang nhìn hơn so với đối khách ở vòng đấu này. Đây là trận đấu hứa hẹn với sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải khi anh đã không được ra sân ở giây phút nào ở trận đấu gần đây nhất. Lý giải về điều này thì huấn luyện viên trưởng của Pau FC đã nói rằng việc Quang Hải vắng mặt ở Pau FC hơn một tuần vì FIFA Day rồi trở lại trước ngày thi đấu một ngày đã không đảm bảo về nhiều yếu tố, khiến cho ông đã không sử dụng anh. Tất nhiên chúng ta đều hy vọng ở vòng đấu thứ 11 của Lịch Đờ này, cầu thủ người Việt Nam sẽ được huấn luyện viên trưởng tin dùng. Ở một diễn biến khác, vào ngày 16 tháng 10 năm 2022, câu lạc bộ Lành FC Quỷ Nhừ sẽ trở lại với giải đấu Liga BPI với trận đấu gặp câu lạc bộ bóng đá nữ Braga. Cuộc đọ sức này sẽ được trực tiếp vào lúc 5 giờ chiều ngày 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Ở Liga BPI, Lành FC đã trải qua hai vòng đấu đầy ấn tượng với những trận thắng đậm trước các đối thủ yếu. Tuy nhiên ở những vòng đấu tới đây, hình như và các đồng đội sẽ không còn được dễ dàng như vậy. Sau khi để thua Famalicão với tỷ số 1-3 ở Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha, thì sau đây vài ngày, Lành FC phải liên tiếp chạm trán với các ông lớn thực sự của bóng đá Bồ Đào Nha là câu lạc bộ Braga và Benfica ở vòng 3 và vòng 4. Liệu rằng Lành FC và Hình Như có cơ hội nào với hai trận đấu tới đây hay không? Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem. Với việc được thi đấu ngày một nhiều hơn tại Lành FC, tiền đạo đội tuyển Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng đến từ người hâm mộ. Tuy nhiên những thông tin liên quan đến Huỳnh Như và Lành FC vẫn còn khá ít tại Việt Nam. Một phần là bởi tầm ảnh hưởng của Huỳnh Như chưa đủ lớn để nhiều cơ quan thông tấn đưa tin. Chính vậy mà những thông tin mới nhất liên quan đến Huỳnh Như sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel Cập Nhật Bóng Đá. Quý vị và các bạn nhớ lại đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!